Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Chào quý anh chị em và các bạn một buổi sáng đầu tuần thật là nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Hôm nay thì tôi xin được giới thiệu đến cho quý anh chị các bạn một cái siêu phẩm thuộc dòng xe Mazda 2 hatchback bản Sport. Đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc thuộc phân khúc B, nó tương đương với lại dòng xe Toyota Yaris nhưng có giá rẻ hơn rất nhiều so với dòng xe Toyota Yaris các bạn nhé. Xe này thì sản xuất năm 2019, đăng ký lần đầu năm 2020 và mới đi được có khoảng tầm 4.000 km thôi. Chính xác qua khi mà tôi lấy về khoảng 3.998 km và hiện tại thì đi được hơn 4.000 km một chút các bạn nhá. Chúng ta sẽ đi một vòng để có thể trải nghiệm cái mẫu xe này xem nó mới và cụ thể như thế nào các bạn ạ. Có thể nói rằng là cái xe Mazda 2 này thì được thiết kế nó có một kiểu dáng rất là bắt mắt. Và nếu xét về kiểu dáng ấy, thì nó hơn hẳn những mẫu xe khác thuộc phân khúc B như Toyota Yaris hoặc một số những mẫu xe khác như Mitsubishi Mirage. Có thể nói rằng là cái mẫu xe này á, thì các bạn có thể thấy đây, chúng ta đi vào nhé. Hiện tại xe đang có mặt tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ngay cả cái cụm đèn pha, đèn cốt thì được thiết kế rất là đẹp mắt. Đèn pha, đèn cốt được thiết kế chung một bóng và nó có một cái giải đèn led vòng xung quanh. Cái tấm đèn gầm là dạng full led các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ. Với cái thiết kế dạng cô đô giống như hình con báo ấy, thì nó sẽ tạo ra cảm giác thiết kế bề ngoài rất là bắt mắt các bạn ạ. Màu đỏ rất là đẹp và nó rất là phù hợp với những chị em phụ nữ yêu thích sự nóng bỏng, thể thao. Xe còn đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022 các bạn nhé, 2022. Đấy, xe gần như là rất là mới các bạn ạ. Gần như mới, mới đi được có mấy tháng mà thôi. Mới đi có mấy tháng các bạn nhé. Đẹp hiếm có các bạn ạ, đẹp hiếm có. Đây các bạn nhìn này, toàn bộ nội thất xe này chúng tôi về thì không phải dọn lại nội thất, không phải rửa máy và không phải làm gì cả. Đây, mọi thứ thì còn như mới luôn các bạn nhé, như mới luôn. Lốp dự phòng thì chưa hạ là chắc chắn rồi. Đây các bạn nhìn này, lốp dự phòng chưa hạ này. Đấy, lốp dự phòng thì chưa hạ. Đây, nội thất màu kem nhá, nội thất màu kem thì nó sẽ đắt hơn so với lại cái nội thất màu đen khoảng tầm hơn 10 triệu. Và cái nội thất này quan trọng hơn nữa là cái nội thất này nó được thiết kế là, đây các bạn nhìn này, nó quá mới, nó gần như không có gì để nói cả các bạn ạ. Nó quá mới, mới đến mức độ không có gì để có thể bàn cãi. Xe này do một chị chủ doanh nghiệp đang sống tại Vin Royal City các bạn nhá. Vin Royal City. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Có thể nói rằng là xe này là rất đẹp các bạn ạ, rất đẹp các bạn ạ. Bình thường một vài những cái video clip trước thì tôi có chia sẻ về cái cách xem xe cho các bạn, nhưng xe này thì không cần các bạn xem xe đâu, bởi vì nó là xe giống như xe mới các bạn nhé. Động cơ hộp số thì còn nguyên bản các bạn nhé. Chúng ta có thể so sánh với dòng xe này với lại dòng xe Toyota Yaris. Tuy nhiên thì dòng xe này có một cái ưu điểm hơn so với lại dòng xe Yaris ở cái thiết kế kiểu dáng, nó rất là đẹp và bắt mắt. Ngoài ra thì công nghệ của nó thì cũng khá là tốt, có cruise control này rồi. Đây các bạn có thể nhìn đây, các nút ấm của nó rất là hiện đại. Đấy, engine startup, hệ thống đèn pha tự động đấy, đèn pha cốt tự động các bạn nhá. Đây, gạt mưa cũng tự động luôn này. Đấy, cái này hơn hẳn so với lại cái dòng xe Toyota Yaris. Và đây chúng ta có camera hành trình thì lắp thêm thôi. Đấy, mọi thứ thì ok. Đi được có 4.000 cây đúng không các bạn nhá, 4.000 cây. Cam kết các bạn về mặt km các bạn nhá, đi được 4.000 cây, chưa bảo dưỡng lần đầu các bạn nhá. Chưa bảo dưỡng lần thứ hai. Tuần bằng điện tử đã được trang bị đầy đủ rồi, không có thiếu gì cả đâu các bạn nhá. Nó quá mới các bạn ạ, nó quá mới. Nếu mà các bạn bỏ tiền ra để sở hữu cái dòng xe Toyota Yaris thì đối với những xe 19 đăng ký 2020 này thì các bạn sẽ phải bỏ ra cỡ khoảng đâu đó khoảng tầm 620 triệu đến 650 triệu để sở hữu ngày dòng xe này rồi. Dòng xe Yaris. Tuy nhiên thì đối với lại dòng xe này thì chúng ta có thể tiết kiệm hơn rất nhiều. Có thể tiết kiệm ngay 100 triệu đồng khi mà sở hữu cái dòng xe này với cái giá bán chào bán là 648 triệu, 638 triệu đi. Đấy, 38 triệu thì các bạn có thể sở hữu ngay dòng xe rồi. Tiết kiệm hơn 100 triệu so với việc các bạn sở hữu một cái dòng xe Toyota Yaris ở cùng phân khúc, cũng cùng nhập khẩu Thái Lan. Nếu anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những cái dòng xe đã qua sử dụng thì hãy like, subscribe kênh. Chúng em sẽ dành tặng cho anh chị em đó một phiếu giảm giá từ 5 đến 10 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý anh chị và các bạn. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn
tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, với lãi suất hỗ trợ trả góp lên đến chỉ từ 6,64% một tháng mà thôi. Tức là 100 triệu thì các bạn sẽ trả là 640.000. Xin được chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.